Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Stardinsa trong loạt bài hướng dẫn về JavaSwing. Mình là Việt. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về key event trong JavaSwing. Tức là phần trước chúng ta đã tìm hiểu về chuột và click cho button và menu, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về cái key, tức là bàn phím. Thì tương tự như những cái trước thì chúng ta sẽ tạo ra một cái key event demo, một cái frame đây. Thì để đơn giản chúng ta cũng kéo một thằng tick field trước, tick field như này. Đây tick field, một thằng nữa thằng tick area ở đây. Thì như này, đơn giản như này thôi. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta xóa cái tick cho thằng thằng tick field trước. Thì cũng như những cái phần trước thì chúng ta không quan tâm đến cái tên của đối tượng ở đây nhé. Thì bây giờ chúng ta có các sự kiện liên quan đến key là những cái gì, thì ở đây các bạn sẽ thấy. Các bạn kéo xuống phía dưới event xin lỗi các bạn, key ở đây thì các bạn sẽ thấy nó có ba cái event cho nó, đây là key press, key release và key type. Thì ở đây là có ba sự kiện như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sự kiện áp dụng cho cái thằng tick field để chúng ta thấy được cái sự thấy được cái hiệu ứng của nó. Đâu cái nữa nhỉ, key release, một thằng nữa là key type. Đây, như vậy chúng ta có ba cái. Thì ở đây rất đơn giản là chúng ta làm như này, chúng ta sẽ đưa vào cái thằng text z text field ở text area chấm append, ví dụ như này. Thì bây giờ các bạn sẽ evt chấm thì get key, các bạn sẽ thấy get key đây thì nó có hai cái tham số quan trọng là get key cha và get key code. Thì đầu tiên là chúng ta đi đến với get key cha trước, tức là nó sẽ trả về cái ký tự mà chúng ta click cộng với ký tự xuống dòng như này. Đây ký tự xuống dòng, thì ở đây trước này chúng ta thêm một cái chuỗi nữa là đây là press, thì như này, thì đơn giản như này thôi. Chúng ta copy cái này xuống, copy xuống đây, copy xuống đây. Thì đây là release. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy các hiệu ứng như này. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện gõ một cái phím vào đây. Ví dụ như đầu tiên chúng ta gõ phím A thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ, khoan đã, làm này cách ra nhìn cho nó dễ nhìn. Thì ví dụ chúng ta ấn phím A thì nó sẽ in ra ở đây cái phím có ba cái đúng không? Tôi có press, type, release. Ở đây tôi ấn phím Ctrl 1 nên thành ra nó sẽ ấn ra cái phím tổ hợp như này thì nó không đọc được. Tiếp đến là B, C, 1, 2, 3 thì các bạn sẽ thấy tương tự như thế, nó sẽ in ra, nó sẽ bắt cái sự kiện ở đây. Từng với sự kiện là ấn nhả và một cái thao tác là thao tác gõ vào. Thì đấy là về ba cái sự kiện như này của thằng tick field. Ngoài ra thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một cái nữa gọi là get key code. Get key code thì cho phép chúng ta so sánh. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ xử lý với thằng thằng nào nhỉ? Đây các bạn biết hết rồi nhá, thì mình comment nó lại trước đã cho dễ. Thì bây giờ ví dụ như key press ở đây, thì với key press chẳng hạn thì if ở đây nếu mà chúng ta gõ z evt.get key code ở đây mà bằng với lại key event chấm, thì các bạn còn nhớ cái phần liên quan đến menu chúng ta gõ các phím tắt của nó, thì cái này tương tự thì các bạn lấy cái mã code của đây. Ví dụ như VKA chẳng hạn, ví dụ như này. VKA ở đây. Thì khi mà gõ chữ bằng A thì nó làm gì đấy, thì ví dụ như ở đây chúng ta sẽ event ở đây nhá, thì z.text.area1.append. Đây là Ducky is handsome. Ví dụ như này.
Các bạn sẽ thấy đây các bạn, khi chúng ta gõ phím A ở trên cái này thì ngay lập tức thì ở phía dưới cái text area thì nó sẽ hiển thị ra các sâu chuỗi như này. Thì các bạn sẽ thấy. Thì như vậy chúng ta bắt theo, có thể bắt theo cái trường hợp gọi là để hiển thị ra cái sâu chuỗi của chúng ta là gì, cái ký tự chúng ta gõ vào là gì, hoặc là chúng ta dựa vào cái chuỗi chúng ta gõ vào để chúng ta thực hiện một việc gì đấy. Thì một ứng dụng mà các bạn sẽ thường hay sử dụng trong cái lập trình frame, tức là lập trình JavaScript, thì có một cái đấy là khi mà chúng ta click bình thường như này, các bạn sẽ thấy đây, bây giờ các bạn sẽ thấy nhé, thì các bạn sẽ thấy là con chuột đang nhảy nhảy ở chỗ tích fill, tức là nó focus vào đây. Các bạn ấn tab thì nó sẽ nhảy sang cái thằng thành phần thứ hai là thằng tích area. Bây giờ các bạn muốn ở đây chúng ta không ấn tab mà ấn enter chẳng hạn, ví dụ khi bây giờ ấn enter là không sở thì không không có signe gì cả, thì bây giờ chúng ta muốn ấn enter thì chúng ta làm nào, thì cũng tương tự như những cái thao tác này, chúng ta kiểm tra if evt.get key key code bằng với key event.vk, thì ở đây các bạn sẽ thấy có cái enter đây, các bạn sẽ thấy ví dụ như này. Thì bây giờ text g text fill chấm thì nó có một cái phương thức gọi là phương thức transfer focus, thì cái này là ngược lại với cái phương thức request focus, tức là trong cái thằng này nó có cái phương thức gọi là request focus đây các bạn sẽ thấy. Thì cái request focus thì nó có nghĩa là khi nó chưa có focus, tức là cái chuột hoặc là cái gì đó nó focus ở đấy, thì nó sẽ gọi cái phương thức này để nó lấy cái focus để người dùng gõ. Thì ngược lại phương thức đấy là phương thức transfer focus. Thì đây các bạn sẽ thấy, thì khi chúng ta ấn phím enter thì ngay lập tức nó sẽ nhảy xuống dưới. Thì các bạn sẽ thấy là khi nó focus thì ấn enter nó sẽ nhảy xuống dưới. Thì đấy là cái thao tác. Thì với cái sự kiện liên quan đến bàn phím thì cho phép, tựa như các bạn thấy là đối với Windows chẳng hạn thì chúng ta ấn các tổ hợp phím nó rất linh hoạt đúng không? Tức là ấn các phím tab, ví dụ như trong quá trình chúng ta lập trình đối với cái thằng NetBeans thì cũng thế, thì ví dụ như các phím tổ hợp tab nó thực hiện những cái thao tác gì đấy. Thì ở đây tương tự như thế, thì với lập trình giao diện thì các bạn cố gắng xây dựng được một cái giao diện cho người dùng thân thiện theo cả chuột và cả phím, thì là mục đích của những cái sự kiện này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có tất cả mọi cái thằng trên bàn phím, nó có bất cứ một cái nào mà các bạn muốn, tức là từ trên xuống dưới, thì các bạn có thể kết hợp với rất nhiều thứ khác nhau. Đây các bạn muốn thì các bạn có thể thử, thì tôi sẽ giới thiệu một số cái đơn giản để các bạn hình dung và các bạn có thể thực hành trong quá trình chúng ta học tập và làm việc. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Đinh Xe.